Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức 16 giờ của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai gặp khó khăn. Hết năm 2021, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đăng ký đạt gần 6.800 đơn vị, trong đó có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có tăng 7,2% nhưng số doanh nghiệp giải thể chấm dứt và tạm ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh năm 2021 cũng tăng từ 24 đến 30% so với cùng kỳ năm 2020. Tỉnh Lào Cai đã tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc và tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng tài chính, thuế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm phát triển sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn hưởng ứng các hành động nhân ngày động thực vật hoang dã thế giới thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam tổ chức lễ meeting với chủ đề phục hồi các loài động thực vật hoang dã để hồi phục hệ sinh thái Bên cạnh chú trọng trồng rừng phòng hộ phục hồi hệ sinh thái ven biển, thành phố còn tăng cường ngăn chặn các hành vi vi phạm về săn bắt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã. Nhân dịp này, đại diện các nhà hàng và người dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ký cam kết không tiêu thụ, mua bán động vật hoang dã trái phép. Được biết từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 3, chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày động thực vật hoang dã thế giới 2022 cũng được tổ chức tại các tỉnh Quảng Trị, Lâm Đồng và Vườn quốc gia Cát Tiên. Nhằm nâng cao kiến thức thay đổi thói quen của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan khu dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tỉnh Ninh Bình triển khai nhân rộng mô hình phân loại xử lý rác thải hữu cơ ngay tại gia đình và địa bàn dân cư bằng men vi sinh. Xóm 4B là một trong hai khu dân cư đầu tiên trên địa bàn xã Khánh Lạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình được lựa chọn thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải bằng men vi sinh để từ đó nhân rộng mô hình ra toàn xã, toàn huyện. Lý rác thải tại hộ gia đình là 50.000 đồng trên một thùng. Thì đến nay chúng tôi đang tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai nhân rộng ra 8 tâm từ quý 3, quý 4 năm 2000 trở đi xã nói không với việc thu gom rác thải hữu cơ của các hộ gia đình từ các Rác thải hữu cơ được xử lý bằng men vi sinh trong thời gian từ 20 đến 30 ngày có thể được dùng làm phân bón sạch hữu ích cho cây trồng làm giảm đáng kể lượng rác thải sinh hoạt, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái khu vực nông thôn, giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống. Cần để nâng cao cái nhận thức của người dân để người dân uh, nhận thấy là cái việc phân loại và rác thải không phải là cái 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 việc làm của mỗi cái một cái tổ chức, mỗi một cơ quan mà là cái trách nhiệm của cả. Thời gian tới tỉnh Ninh Bình tập trung chỉ đạo các ngành địa phương tổ chức triển khai nhiều cách làm hay, mô hình điểm về xử lý môi trường. Thực hiện nghị định số 100 của chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, từ năm 2018, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội, giúp cho hàng trăm gia đình công chức viên chức và người lao động tại các công ty có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà. Cuộc sống của hai mẹ con chị Trần Thị Thu Hương với đồng lương công nhân rất khó khăn. Năm 2020, niềm vui đã đến với mẹ con chị khi chị tiếp cận được nguồn vốn vay nhà ở xã hội của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam để xây được ngôi nhà khang trang cho hai mẹ con. Nhờ có ngân hàng đấy mà mới vay được để mà xây được cái nhà như hiện tại bây giờ. Trong khi mà làm thủ tục vay ngân hàng đấy thì em thấy là nói chung là các anh chị rất chi là nhiệt tình và nhanh giúp đỡ cho bọn em là thuận lợi trong mọi việc. Trong 4 năm thực hiện chương trình chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã thường xuyên ra soát để tuyên truyền rộng rãi về chính sách cho vay tới các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đến nay, chi nhánh đã tiếp nhận, phê duyệt cho vay và giải ngân cho 339 đối tượng. Chi nhánh chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ các cái giải pháp từ việc tham mưu cho ủy ban tỉnh ban hành cái đề án để tạo cái cơ chế đồng bộ và nhằm huy động cái nguồn lực trong một cái giai đoạn 22, 25 để tạo cái nguồn vốn để hỗ trợ cho các cái đối tượng khó khăn về nhà ở. Giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà Nam phân đấu hỗ trợ 1.800 đối tượng chính sách được vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, trong đó có tối thiểu 1.200 người thu nhập thấp. Công nhân lao động ở các doanh nghiệp thuộc khu cụm công nghiệp trong tỉnh được hỗ trợ cho vay vốn để mua thuê nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội của tỉnh và những thông tin thời tiết sẽ kết thúc tin tức 16 giờ của truyền hình nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.